Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị tăng ni, quý vị Phật tử, các vị tu sĩ, các vị nhìn tu hành chân chính, cùng các vị hành giả, các vị cư sĩ tại gia, cùng các vị lục đạo luân hồi, các vị chư thiên, các vị thiên thần hộ mệnh, thiên long bát bộ, các vị A-la-hán cùng các vị Bồ-Tát và các vị chư Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần Kinh Vô Lượng Thọ. Để đến với bài giảng hôm nay, tôi sẽ giảng và thuyết pháp cho quý vị nghe về kinh điển của hôm trước. Chúng ta đã học được phần về việc mà trong kinh Đức Phật đã nói với việc trong kinh Đức Phật đã nói là việc mà bất cụ túc nhất chấp hoa diệp tác thị bảo sắc lưu ly sắc trung sắc hồng sắc quang mã não sắc trung sắc sờ cừ quang sờ cừ sắc trung sắc lục trân châu. Điều này nói về cõi tình độ mà quý vị đồng tu đã biết. Thì trên đây là nói về cảnh vi diệu của không gian của tình độ của cõi mười phương trong cõi giới. Cõi giới của các chư Phật và trong đó đặc biệt là cõi Tây Phương Cực Lạc ha. Hôm nay tôi sẽ qua phần tiếp theo. Trên kinh Vô Lượng đã nói thiết về thiết Phật thập phương Phật quốc diệt ư trung hiện kiến tử thủ diệu diệt điếp diệt đương thứ đệ nhất gian chi quán chi quán kiến thụ hành chi hoa quả giai lợn phân minh thi vị thụ tưởng danh đệ tứ quán tác thị quán giả danh vi chánh quán. Trên câu kinh điển này tôi sẽ thuyết pháp cho quý vị nghe về kiến thụ thượng dĩ điếp diệt đương thứ đệ nhất gian chi quán chi. Quán chi là quán cho ta tất cả mọi sự vật và hiện tượng phải mọi sự vật và hiện tượng. Kiến thụ quán kiến thụ hành chi hoa quả. Quán kiến thụ hành là vừa quán vừa kiến, đó là gì trong tư duy chánh kiến của quý vị đồng tu. Thụ hành chi diệp hoa quả giai lệnh phân minh thi vị thụ tưởng giai lệnh phân minh là sự đạt rồi thi vị thụ hưởng danh đệ tứ quán. Danh đệ tứ quán, tứ quán là bốn quán để tượng trưng cho danh đệ mà trong đó phân việc phân minh thi vị tụ tưởng ha. Tác thị quán giả là hành là quán lên trên thị là thị hiện của quán, mà quán trong này là quán trong cõi thanh tịnh phân cõi thanh tịnh giả này không phải là giả thật mà quán giả là việc mình quán về giả bất ha. Giả bất là giả trong cõi nhà Phật ma nha. Và trong nhà Phật của chúng ta thường hay nói đến danh vi chánh quán là quán về danh, vi về vi là có nghĩa là một phẩm của chánh quán. Như tha quán giả danh vi tà quán có nghĩa là chúng ta sẽ quán tưởng về chánh niệm phân biệt qua chánh niệm hơn tà niệm qua chánh niệm là hai cụm từ phân biệt với nhau. Từ đó chúng ta sẽ biết được quán giả danh vi tà quán là việc mà chúng ta đi rời khỏi nhà Phật để đi đến một quán khác là gọi là quán tà quán. Phật cáo A Nan vi đề hi
Việc quy đề hy khẩn xin Đức Phật là cho mình biết về sau khi vãng sanh thì được về cõi tịnh độ ở đời đâu. Trong cõi mười phương thì quán trong cõi mười phương ở đâu là, thì lúc này Đức Phật mới cho mà Di Đà Hy ha thấy được về các cõi tịnh độ mà trong tịnh độ này thì rất nhiều tịnh độ mà từ đó các tịnh độ đó đã rất là trang nghiêm trong một không gian trong vi diệu, được biết là quyển lên một vi diệu hàng pháp quán mà từ đó mà các quán sở của bài vi từ hy quy đề hy ha quy đề hy để làm nên để chọn gì để còn cõi tịnh độ để mà trở về đó và bản sanh. Việc có cõi tịnh độ là việc của đề xuất của vi đề hy, mà vi đề hy là ai, đó là chính là mẫu họ của nhà vua Tần Bà Sa La, mà Tần Bà Sa La ở thời cách đây 2600 năm. Vua Tần Bà Sa La bà là người thân của nhà vua, mà từ đó mà Vi Đề Hy đã đề cập với Đức Phật sau khi vãng sanh. Việc Vi Đề Hy chọn vãng sanh về Tây Phương, điều đó có nghĩa là và cõi tịnh độ đã mở cửa để đón bà, trong việc mà quán hành giả quán hay là còn gọi là hành giả quán. Trong quán này nhất quán giống như vô niệm tương ưng, quán tương ứng, vô niệm tương ưng, quán tương ứng. Việc này là sự đề xuất của bà Vi Đề Hy. Trong thâm tâm chúng ta không còn tham sân si mạng chấp ngã và vô minh phiền não, chúng ta đã trộn đoạn trừ, từ đó mà sinh ra được tâm cảnh của vô sắc, từ đó mà chúng ta mới bước về cõi tịnh độ.
với trình độ đỡ trong công việc vệ sinh. Tiếp theo hữu bác trì thủy nhất nhất trì thủy là một lòng về sông băng thôi. Thất bảo sở thành, thất bảo sở thành là thành của thất bảo ha. Thành thất bảo là bố bảy điều, bảy ánh sáng hào quang của vô lượng quang, bảy ánh sáng hào quang của vô lượng quang mà là Phật mà Đức Phật A Di Đà đã chiếu sáng hơn. Từ đó mà chúng ta mới sinh ra được thất bảo thành quán ha. Sở thành, thất bảo sở thành, kỳ bảo nhu nhuyễn. Kỳ bảo nhu nhuyễn này là một cái sự mà sự hiện hóa ha. Bảo là bảo của thất bảo ha. Trong đoạn kinh này nói về bảo thất bảo sở thành, thất bảo kỳ bảo nhu nhuyễn tòng như ý châu, có nghĩa là các châu ngọc đó. Như ý gọi là ngọc châu như ý, và từ đó là vương sinh là chỉ có vua để mà ghi về vì sao mà các pháp bảo này luôn có ở dòng họ của Thích Ca. Vì đời trước chúng ta đã biết được dòng họ Thích Lễ là dòng họ để mà được sở hữu những bảy báu. Việc bảy báu này là từ dòng họ Thích, nên vì vậy mà cực lạc cực lạc quốc là một thể hiện của thất bảo sở thành, kỳ bảo nhu nhuyễn tòng như ý châu, vương sinh phân vị thập tứ chi. Phân vị và tứ chi là sự phân chia các vị ha. Vị trong vị là phẩm vị của thập tứ chi. Thập tứ chi là sao? Thập tứ chi là 40 chi ha. Phân vị là tất nhiên chúng ta sẽ có từ 1 tới 40, và phân vị bôn chia ra 40. Nhất chi tắc thất bảo diệu sắc. Nhất là chỉ một, nhất là một chi tắc tác thất bảo là tác động lên sự diệu sắc của thành bảo sắc ha. Bảo sắc này là chính là bảo sắc liên hoa, mà thành bảo sắc liên hoa là xây bên cớ đó thôi. Dòng hào quang vô lượng của Phật A Di Đà để tại sao là tỏa lên trên thất bảo, làm cho sáng hào quang vô lượng quang. Nên Phật A Di Đà được mệnh danh là vương vua của mọi Phật. Vương vua của mọi Phật có nghĩa là vua của các Phật. Vì vậy mà Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng trường thọ, vô lượng vô biên ha. Vì vậy mà chúng ta mới biết được việc thành thất bảo sở thành, vì bảo nhiễm là nhu nhiễm là như vậy đó. Thất bảo tác phẩm sắc hồn kim cư vị xà cừ hạ giai xìa dĩ tạp sắc kim cương di vĩ đời xa nhất thủy trung hữu lục thập ức. Hữu lục thập ức là nhiêu? Lục thập là 60 ức thất bảo liên hoa, có nghĩa là 60 ức của liên hoa. Trong đó việc liên hoa bảo là một nhất là một chi của 60 ức ha. Tức liên là một ức, có một ức sẽ trong đó chỉ một chi mà chúng ta có 60 ức ha. Thập tứ chi, phân vị tập tứ chi để phân nói lên trên việc mà hữu lục thập ức ha. Thập tứ chi để nói lên hữu lục thập ức thất bảo liên hoa. Thất bảo liên hoa là tôi đã nói các bài giảng về kinh vô lượng thọ, là để ở quán vô lượng thọ ở trong kinh đã nói rõ ha. Trong kinh đã nói rõ là thất bảo liên hoa chính là các liên hoa sen ha. Hoa liên hoa sen này là nở tại cõi tịnh độ, mà từ đó mà chúng ta mới được ha. Tương truyền thì tới thời đất Phật của Thích Ca Mâu Ni, tức là cách 10 kiếp ha. Tức là tức thời đấy 10 kiếp thì đã được đời sau, có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, thì lúc đó Thích Ca Mâu Ni nhận được cái gì? Đời sau của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Thích Ca Mâu Ni chính là thái tử
đình thiên thiên hợ không? Chính là thiên hợ là thái tử, mà từ đó mà thái tử đã được Diên Đăng thọ ký không, đỡ thở thành. Nhưng mà từ đó mà từ việc mà chàng kết duyên với lại một cô thôn nữ, và cô thôn nữ này là mang 7 đó hoa sen đó. Nguồn gốc hoa sen là có từ đó, nên các vị cũng đồng tu cũng lên lưu ý việc hoa sen pháp bảo được sản sinh, có nghĩa là từ thời Đức Phật Diên Đăng đã có trước đó. Việc ngồi lên trên sân, còn việc giác ngộ là việc có các liên hoa sen tử và đi truyền cho tới thời của Phật Diên Đăng. Trước Phật Diên Đăng thì có Phật bảo tạng đá, cũng có các hoa sen để mãi. Nhưng mà việc nói về hoa sen, liên hoa sen là liên hoa của Phật, mà ít nói về kinh trong tàn kinh cát của Thiếu Lâm, hoặc là các chùa Thiếu Lâm, họ các tàn kinh cát hoặc các lục tự, thì chúng ta tìm được các tàn thư thì luôn luôn lúc nào cũng có được phần ghi chú của liên hoa, mà liên hoa thì ít có tài liệu hơn. Nên các vị đồng tu cũng lưu ý chỗ này. Chỗ này là tôi nói thêm về trên kinh điển Việt, giảng giải về kinh điển và thuyết pháp, thì tôi chỉ nói tới vấn đề này thôi. Liên hoa là nói về đánh dấu một cột mốc của chàng trai đó là thái tử Thuyên Hệ, được đến kết duyên với 500 kiếp với cô thôn nữ mà từ thời của Phật Diên Đăng thọ ký. Thì như vậy trải qua 500 năm sau thì thái tử Thuyên Hệ chính là Tất Cồ Đàm, Tất Đạt Đa, bây giờ là con của vua Tịnh Phạn, phải là trải qua 500 kiếp. Điều đó có nghĩa là dòng hoa sen này đã rải rác qua. Chờ con xuống chắc không? Rải rác qua các đời chư Phật đó. Các đời chư Phật và trải qua 500 kiếp, thì lúc này hoa sen được biểu hiện cho vậy. Và hoa sen này được biểu hiện hoa sen này đang biểu hiện cho các đức Phật đó. Cho các đức Phật không, vì kỳ tích được xảy ra khi Đức Phật Diên Đăng vừa nhận trở về quá khứ, thì khi đó thì cái Phật Vị Lai, thì Đức Phật Diên Đăng ngay lập tức nhận được 5 bó hoa của Thiên Hợ, thì 5 bó hoa sen đó được nở ra rất là lớn, phải không? Bao trùm cả pháp giới hư không, phải không? Tung lên là 5 hoa, và 2 bông còn lại thì của nàng thông nữ đó cũng đưa lên với tấm lòng chân thành của nàng và chàng trai là Thiên Hợ, thì ngay lập tức hoa sen nở ra 7 hoa sen, tượng trưng cho bước đi của thời Phật Thích Ca Mâu Ni sau này là 7 bước, là đều nở 7 hoa sen. Đó là hoa sen, sự tích hoa sen có từ đó, liên hoa xanh. Thôi tôi qua chỗ này nha quý vị đồng tu. Chúng ta đi tiếp phần. Nhất nhất liên hoa đoàn nguyên chánh đẳng, thập núi gia tuần kỳ na ma na thủy, lưu chú hoa nan tầm thu thượng hạ, cừ thanh vi diệu diễn thiết khổ không. Chỗ này quý vị lưu ý, kỳ thanh vi diệu là những âm thanh vi sắc diệu ha, vi diệu vi sắc. Âm thanh chúng ta đã biết cõi tình độ là những âm thanh vi diệu mà chúng ta đã học ha. Chúng ta các bài giảng kinh điển và thuyết pháp trước thì quý vị đã biết rồi, sự của cõi tình độ là sau khi viễn sanh thì chúng ta được với nếu một lòng tu tập không, thì chúng ta có thể viễn sanh và nghe được âm thanh vi diệu ở cõi trời. Cũng có âm thanh vi diệu, nhưng vi diệu ở cõi trời sẽ không bằng ở cõi tịnh độ ha. Nhưng thông thường ở cõi trời thì vẫn thấy hay ha, vẫn thấy hay, nhưng mà đến nỗi vi diệu như cõi tịnh độ A Di Đà. Vì sao vậy? Vì sao tôi nói việc này nó sẽ vi diệu như thế? Vì nó hay như thế. Vì vậy vì
Thì lúc này là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của các chư Phật luôn. Chư Phật của các chư Phật để cùng tạo nên một kỳ thanh vi diệu. Đó, quý vị lưu ý chỗ này. Diễn thuyết khổ không vô thường vô ngã thứ ba la mật. Diễn thuyết khổ không là việc khổ hạnh của việc tu hành ha, việc tu hành. Vô thường vô ngã là có nghĩa là không thật, không tưởng, như tôi nói rồi quý vị nè, không tưởng không thật ha. Nó là không thật ha. Điều này có nghĩa là mỗi cái đều không thật ha. Nó là không thật. Chỗ này nó hơi triết học nên quý vị nhớ này. Vì sao vậy? Vì pháp của chúng ta là pháp không, mà không có thì không có thật. Từ đó, từ cái không có thật mới trở nên có thật, đó là pháp của Như Lai. Đó, quý vị nên lưu ý chỗ này. Trên kinh điển đã nói rất rõ, và các kinh điển khác ở các tôn giáo khác thì cũng có nói về việc cái không là cái không có thật. Nó là sự thật của chuyển hóa mà tạo nên ha. Vì vậy mà tâm sinh tưởng là như thế. Phục hữu tán thắng phân chư Phật tướng bảo vệ như ý vương châu dòng số xuất kim thắng vương quy diệu quan quy diệu kỳ quan hóa bạch sắc giảo hòa mình ai nhã thường tán niệm Phật niệm pháp niệm tăng quý thi vị bát công đức thị tưởng danh đệ nhất ngũ quán tức thị tác thể tác giả quan danh vị chính nhược quán tha quán nhược tha quán giả danh quy tà quán đã tà quán đã. Từ ta danh quy tà quán là không có được hòa quán, mà nhưng mà khi mà chúng ta có nói về cái cụm từ là thi vị bát công đức thủy tượng danh đệ ngũ quán. Ngũ quán là chúng ta năm quán, không năm quán, ngũ là năm quán. Lưu hai giam đề thanh quy diệu diễn thuyết phục hữu tán thắng chư Phật bảo vệ như ý châu vương tán thắng phục vũ ba la của dẫn xuất chim sắc quy diệu quang minh kỳ quang hóa quy bạch bảo sắc bảo điểu. Điều này có nghĩa là kim sắc quy diệu quang là kim sắc của Như Lai, kỳ quang hóa quy bạch bảo sắc bảo điểu là có nghĩa là kỳ quang hóa là sự mà hóa ra của kỳ quang ha. Kỳ quang là cũng giống như là một bảo vật, bảo tàng như chúng ta có Phật bảo tàng là vị Phật mà được giác ngộ theo quá trình tu tập của mình mà được ha. Còn Phật Nhiên Đăng là cái Phật mà đã đời trước đã tu tập ha, trải qua muôn ngàn ức kiếp mới được thành Phật ha. Và Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà của chúng ta cũng vậy ha. Là cũng là Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ Ta Bà của trong nhà Phật của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni ha. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ Bà cũng trải qua rất là nhiều kiếp tu ha, mới được thành Phật. Như vậy thì chúng ta mới biết được là kỳ quan bảo sắc như ý vương châu dẫn xuất kim uy diệu quang minh kỳ quan hóa quy bảo sắc điển hòa a nhẹ thường bảo bạch quy bạch bảo sắc điểu điển bảo sắc điển hòa mình a nhẹ là việc khi chúng ta trở về trong cái quán của nhã. Nhã này là không phải là nhã nhặn, nhã này là nhã của nhạc đó. Nhã của nhạc khi mà hòa vào với âm thanh của bát sắc như trên đó, cái âm thanh huy diệu đó, thì chúng ta sẽ được như ý châu vương giọng sắc kim viện diệu quang minh kỳ hóa vi bạch bảo sắc điểu đó. Cái ý của trên kinh này nó nói như vậy. Tôi qua chỗ này. Phật cáo A Nang vi đề hy chúng bảo quốc khổ nhất thế giới thường hữu nghĩ bách ức bảo lâu kỳ lâu các trung hữu vô lượng chư thiên tác thiên kỷ nhạc hữu nhạc khí huyền sử thư không như thiên bảo tràng bát cổ tự mình thử chúng âm trung giai thuyết niệm Phật niệm pháp niệm tăng tùy kheo tăng tư tưởng thành dĩ danh vi thổ kiến cực lạc thế giới bảo trụ. Câu này đoạn này thì nói về bảo trụ ha. Bảo trụ này thử âm trung này giai thuyết niệm Phật niệm pháp niệm tăng đây là tam bảo niệm trong cái tam bảo ha. Niệm tam bảo thì việc chúng ta biết rồi, niệm Phật pháp niệm tăng đó là việc niệm tam bảo, giống như có thập phương thường trụ tam bảo là cũng là một cách để mà giải thích trong cái vấn đề mà niệm ha. Niệm niệm nhất niệm y y bất niệm ha. Y giáo phụng hành nhất nhất phải không?
phụng hành nhất nhất là một việc chỉ làm trong y giáo, mà dĩ kỳ văn thư hả, dĩ kỳ văn thư chỉ là một văn không, văn này là của văn tự của kinh điển chứ không phải là văn của nó, văn chương không, này cái này cho chúng này chúng ta cũng không có thể hiểu sai được có ý của kinh mà chúng ta là văn này là văn của kinh điển của pháp chứ không phải là của văn chương ha. Tiếp thử tưởng thành dĩ vi danh vi thổ kiến cực lạc thế giới bảo trụ bảo địa bảo trì thi vị tổng quán tưởng. Điều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta đọc tới cái đoạn kinh điển này, chúng ta sẽ biết được khi danh vi thổ kiến khi chúng ta kiến nghị về một vấn đề gì ở danh vị ha, cực lạc của bảo trụ thế giới bảo trụ nè, bảo địa bảo trì, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cõi tịnh. Như vậy trong cái giới cõi tịnh này là công giới cõi tịnh này là của cực lạc là rất nhiều, nên cho quý vị đồng tu và các vị tu sĩ tăng ni Phật tử nên lưu ý ở chỗ này. Tôi giảng chỗ này hơi kỹ là một chút, là chỗ này là việc chúng ta sẽ có nhiều cái tịnh độ, mà ở trên tôi đã cập đến là việc mà nhiều cái cõi tịnh có nghĩa là trên thế giới, trong thế giới của mỗi phương đều có mỗi tịnh đó. Chỗ này là chỗ rất là quan trọng quý vị, chứ quý vị đừng có lầm tưởng là nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có một cõi thì nếu như vậy thì bản sanh sẽ đi về đâu, khi bản sanh sẽ đi vào cái cõi đó. Và như thế thì không thể, vì trong hàng ngàn của các chư Phật và sở nguyện sở tại thì họ lại đã có bổn nguyện và riêng, và nhưng vì vậy mà họ sẽ đi vào trong cái cõi nào giống như cõi tịnh thì sẽ có nhiều hơn. Trong này, trong kinh này, trên kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ nè, tôi đọc lại cho quý vị đồng tu nghe nhé. Danh vi thổ kiến cực lạc thế giới bảo trụ bảo địa bảo trì thi vị tổng quán tưởng, có nghĩa là khi chúng ta tổng quán tưởng của cõi thì chúng ta được sao, được về các cõi mà chúng bổn sở nguyện là sao, là khi chúng ta yêu cầu sở nguyện nào thì sẽ đáp ứng sở nguyện đó, đều với điều kiện là tâm chúng ta phải thanh tịnh đó. Các vị nên nhớ việc đi đến lạc quốc là vô cùng gian truân, khi mà chúng ta phải hết sức tu tập tinh tấn thì như vậy mới được. Nhược kiến thử giả trừ danh đế lục quán, danh đế lục quán nhược kiến thử giả trừ vô lượng ức kiếp cực quan ác nghiệp mệnh chung chi hậu tất sinh bỉ quốc, các thị quán giả danh vi chánh quán nhược tha quán giả. Chỗ này nói về nhược kiến thử giả. Nhược kiến thử giả là có nghĩa là giả và thật ha, giả và thật, giống như tôi nói là danh bất hư. trong người Trung Quốc có một câu là danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền là sao? Danh bất hư truyền có nghĩa là một việc mà danh lợi đó ha, là luôn luôn là đúng, không sai ha, là có nghĩa là không sai và điều này là đúng, là chứng minh là sự thật ha, giống như sự thật đó là hiển nhiên. Danh bất hư truyền là một cái mà gọi là không có gì thay đổi ha, đó là đúng, đó là sự thật ha. Thì thí dụ nói tới một cái vấn đề, cái danh nào đó hay phận nào đó mà ở nơi đó thì điều là đúng ha. giống như khi quý vị giống như khi quý vị mà để là người chứng được quả của quả vị của quả nhập lưu, thì tôi nói quý vị tu tập tinh tấn và tu hành, nếu quý vị chứng được quả nhập lưu thì điều đó có nghĩa là chúng quý vị sẽ được bất thối chuyển. Trên các kinh điển tôi nói là trên cái bài giảng kinh điển của kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng, kinh Nhân Quả Thiện Ác thì đều có nói ha, chúng ta sẽ được bất thối chuyển khi mà
khi mà ở một quả vị là nhập lưu thì chúng ta vẫn giữ nguyên quả vị. Sau này ở cái đời vị lai chúng ta sẽ tu, tiếp tục tu tập và sẽ đặt quả vị cao hơn. Đó là gọi là danh bất hư truyền ha. Danh bất hư truyền là chứng cho quý vị sẽ không còn như giống như đời cảm. Danh bất hư truyền cũng không phải là đạt chứng nhận ở trong nhà Phật của chúng ta, mà tôi đang lấy ví dụ là danh bất hư truyền theo cái câu nói là chứng thật, chứng nhận, chứng đúng ha. Rồi trên này có nói quán tưởng danh để lục quán. Lục quán là sáu quán, mà khi mà có tổng quán thì danh đế là cái danh trong cái chúng ta có cái đế ha. À, trong nhà Phật của chúng ta có cái đế. Có ai hiểu được đế trong cái nhà Phật ha? Đế này không phải là đế vương hoặc là đế là vua, mà đế này là trong cái tự tánh của chúng ta ha? Trong kiểu tánh của chúng ta là đế, nó liên quan tới tự tánh chúng ta là đế. Rồi tôi qua phần này. Nhược kiến thử giả trừ vô lượng ức kiếp. Nhược kiến thử giả trừ vô lượng ức kiếp, cực trong ác nghiệp là mình chung chi hậu đắc sinh bị quốc. Khi mà diệt tội đã xong thì chúng ta sẽ được sanh, sẽ bị quốc. Nếu chúng ta có nguyện sanh về đó, chúng nghĩa tới nguyện sanh về bị quốc ha. Giống như nhiều cõi tịnh, chúng ta về tất cả các cõi tịnh thì chúng ta sẽ về ở nơi mà chúng ta muốn ha. Giống như chúng ta muốn sanh thiên thì chúng ta sanh thiên, tùy theo sở nguyện sở hành của quý vị. Quý vị đồng tâm, chỉ cần quý vị tinh tấn tu hành thì khi đạt được quả vị nào đó thì quý vị sẽ được như sở nguyện của mình. Danh vi chánh quán nhược tha quán giả nè, nhìn là có nghĩa là mình không có giả nó là sự thật. Nhược tha là không có một điểm nào mà gọi là giả hết. Nhược tha quán giả, quán khi chúng ta giả quán là tất nhiên là đã sự thật, không có cái nào giả gì. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị tăng ni, quý vị Phật tử, quý vị lập đạo luân hồi, quý vị thiên long bất bộ thiên thần hồn mệnh, cùng quý vị chư thiên, quý vị a la hán, quý vị bồ tát, cùng các vị chư Phật. Bài học hôm nay chúng ta đến đây, chỉ đến đây thôi. Xin hẹn gặp lại vào các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.